Anh Nhân xin kính chào quý khách. Đây là những ngày đầu tháng 8 năm 2021. Đồ gỗ anh Nhân xin trân trọng giới thiệu một cặp tủ bày đồ bằng chất liệu gỗ hương đá Nam Phi. Kích thước là chiều ngang là 2m và chiều cao là 2m. Bộ tủ cặp bày đồ này có thể tách riêng làm hai chiếc. Toàn bộ chất liệu gỗ đều làm bằng chất liệu gỗ hương đá Nam Phi và cái mẫu này là thành luôn làm theo đơn đặt hàng của một khách hàng tại Hải Phòng. Bộ cặp tủ bày đồ bằng gỗ hương đá Nam Phi có kích thước là ngang 2m, cao 2m và sâu là 35 phân. Toàn bộ được làm bằng chất liệu gỗ hương đá của Nam Phi và đã được thành luôn hoàn thiện xong bằng vali để chuẩn bị bàn giao cho khách tại Hải Phòng. Quý khách hàng nào có nhu cầu muốn sở hữu một trong mẫu tủ bày đồ đẹp đỉnh cao như này liên hệ ngay với Thành Luân theo hai số máy 0972770888 và 0967110389. Đồ gỗ Thành Luân tại cơ sở 1 ở Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội và tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Cặp tủ bày đồ này rất là đẹp, có thể bày ngăn gian giữa phòng khách và phòng ăn hoặc là giữa một cái sảnh nào đó, rất là tiện. Chiếc tủ này Thành Luân làm hai mặt như nhau, tức là mặt trước cũng như mặt sau làm nhẵn nhụi sạch sẽ nhau. Tủ bày đồ hai mặt nhau với một cái chiếc tủ bày đồ đẹp như này thì luôn bán với mức giá cực kỳ hợp lý, là giá là 32 triệu miễn phí vận chuyển trong vòng bán kính 100 km, giá rất là êm, giá 32 triệu thôi. Và chất liệu gỗ hương đá Nam Phi phía bên này là có một cái ngăn kéo à. Gỗ rất là dày, ván liền luôn, toàn bộ là gỗ rất dày. Cái khung này chúng tôi làm dày 4 phân, nói chung là tất cả rất là dày dặn và chắc chắn. Các bác nào muốn biết xem hình ảnh chi tiết rõ nét hơn thì có thể vào Zalo kết bạn với em theo hai số này, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết rõ nét hơn. Đấy, ngăn kéo rất là trơn tru, bên dưới này là hai cái cánh mở. Đấy, rất là nét luôn, ta quái nhẵn cả trong và ngoài, nhẵn cũng sạch sẽ luôn, rất là đỉnh cao. Tủ bày đồ bằng gỗ hương đá Nam Phi chiều ngang 2m và cao 2m, sâu 35 phân, và bên cạnh là hai chiếc đôn bằng gỗ vụ theo lối cổ ở mẫu triện cổ rất là đẹp, mặt vuông 35, mẫu triện cổ rất là đẹp. Cái đôn này thì luôn bán với giá là 2.600.000 một chiếc. Quý khách hàng nào có nhu cầu muốn mua hàng thì liên hệ ngay với Thành Luân theo hai số máy mà Thành Luân ghi trên màn hình đây để được sở hữu luôn những cái sản phẩm đỉnh cao như này, hoặc là đến trực tiếp tại đồ gỗ Thành Luân cơ sở 1 ở Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội và tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Xin chào và hẹn gặp lại khách vào những đoạn video clip sau.